Nào, chúng ta tiếp tục đi tìm cá ta nào. Ở đâu? Ồ, ở đây để có cá ta này. Ồ, cá rùa với cá sấu ta nào ạ. Có sao lại cá với cả rùa lại chui lên đây nhỉ? Và con gì đây? Rùa. Con rùa à? Con để bên đấy đã. Đây có một con ta này, con cá sấu này. Cá sấu màu cam này. Và lại được một con cá sấu nhá. Bên này nữa, bố thấy ở bên này có mấy con đấy. Đây. Đây, có hai con cá. Đây đó. Ôi dồi, sao nhiều cá thế nhỉ? Anan TV. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Tân An sẽ đi câu cá nha. Chúng ta cùng đi thôi nào. Ok, để bây giờ Tân An đi câu cá nha. À. Để bố xem ở dưới này có cá không nào. Chưa có con cá nào Tân An ạ. Tân An lấy bim bim cho cá ăn nào. Đấy, thả chúng nữa. Đấy. Bóng bóng vang vang lên ăn cơm vàng nhá. Cá ơi, ở đâu rồi, đến đây cho Tân An câu nào. À, đâu hơi thế rồi. Con gọi cá tới đi. Cho con cá. Con kia con gì đây nhở? Rồi, ok. Chúng ta đợi một lát là để cá tới nhá. Wow, đã có 3 con cá đến rồi Tân An này. Tân An câu lên đi. Thế là sau một lúc rủ dỗ thì Tân An đã rủ được 3 con cá đến để câu các bạn ạ. Con cá thích ăn bim bim làm đấy. Con cá thích ăn bim bim làm đấy nhá. Wow, đây là được một con đầu tiên nhá. Con cá đầu tiên là con cá màu hồng nhá. Ok, tiếp tục câu con xanh nào. Và được 2 con rồi các bạn ạ. Con này con màu xanh đúng không Tân An? Đưa đây cho bố sâu vào dây cho. Đây, chúng ta được con thứ 2 nhá. Tiếp tục con thứ 3 nào. Đây là con cá rồng đấy. Con cá này giống con cá rồng nhỉ. Con này là con cá chép. Wow, con thứ 3 nha. Tân An chơi cho các bạn xem nào. Ok, bố lấy nào. Vậy Tân An được mấy con cá rồi? Tân An được 3 con cá. Wow, Tân An được một sâu 3 con cá rồi các bạn ạ. Chúng ta tiếp tục đi câu nhá. Nhưng mà Tân An tiếp tục thả mồi để rủ cá đến nhá. Ở đây hết cá rồi. Bim bim vẫn còn nhưng mà hết cá rồi. Cá này tao ăn bim bim nhá. Được rồi, được rồi, được rồi. Chúng ta chỉ thả thế thôi, đợi cá đến đã. Wow, có 4 con cá rồi Tân An này. Cá đang đến rất là nhiều. Tân An câu đi. Con phải câu nhẹ nhàng thôi. Câu cá phải kiên trì không câu cá được đâu. Wow, con màu xanh da trời nhá. Đây, Tân An câu thêm được một con cá nhá. Chúng ta sâu vào đây nhá. Đang có 3 con. Wow, được thêm một con này. Rồi. Đây. Ô, được một con rồi Tân An kìa. Giật lên đi. Đấy. Ok, bố xem nào. Đây, chúng ta đặt con nhé. Tân An để đằng kia đi. 2, 4, 6, chúng ta được 6 con rồi nhá. Wow, chúng ta đã câu được rất nhiều cá rồi. Tân An tiếp tục câu nào. Wow, được thêm một con này. Con màu gì đây Tân An? Màu vàng. Con gỡ ra đi. Con màu xanh là chuối. Tân An sâu cá để chúng ta đi câu tiếp nào. Chúng ta làm sâu cá rất là nhiều con nhá. 2, 4, 6, 7 con nhá. Tân An cầm đi. Cầm đi. Cầm đi lại đằng kia đi. Đấy, đằng kia có nhiều cá lắm đấy. Tân An đi tìm cá để câu nữa nào. Bên kia kìa, bên kia kìa.
rơi mất rồi. Bên kia. Đấy, chúng ta thử lại ở chỗ này xem có cá không nhá. Được rồi đấy, để chúng ta đợi một lúc là cá sẽ đến thôi. Có một con đến đây Tân An này. Đây 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 đấy. Đấy khoan, Tân An đứng đứng im đứng im. Đây con cá to quá. Ôi nó lại đi rồi. Wow, lại có bốn con cá nữa Tân An này. Tân An câu đi. Con cá này khôn nhỉ, rất là khó câu. Wow, được một con nữa này. Ta ăn bỏ ra đi. Bỏ đây thì là chúng ta sẽ sâu nhá. Đấy, tiếp tục nào. Con màu xanh này. Đấy. Rồi, ta ăn nhắc lên đi, ăn rồi đấy. Wow, đưa đây bố lấy ra cho, bố gỡ cho. Đây. Rồi nha. Tiếp tục đi con. Rồi, ta đang tiếp tục câu được con rồi, ta đang nhấc lên đi. Wow, con cá to quá. Ta đang bỏ ra nào. Gỡ con cá ra nào. Đấy, chúng ta tiếp tục ba con nha. Wow, lại được thêm một con. Được rồi, con nhắc lên đi. Đấy, con gỡ ra nào. Đây, bố gỡ cho. Đây, con cá màu hồng nhỉ, à, màu tím nhỉ. Đi, chúng ta đi sang bên này câu tiếp nhá. Đang câu đi. Con này to quá. Ồ, oh, được một con nữa này. Đây, con này nhá. À, để đây. Ồ, oh, con kia cắn câu rồi, cắn lên kìa. Đây. Vô lấy chứ nào. Để im. Đây, con nó rơi đấy. Đây. Đấy, thêm con màu vàng nhá. Đây, tiếp tục câu con màu xanh nhá. Ok. Đây. Con màu xanh lá cây. Đây, con màu hồng nhá. Wow, ta ăn câu cá siêu quá. Giật lia lịa luôn nhỉ. Đây, bốn con này. Đâu rồi? Ồ, con này to quá. Wow, câu được một chú này nữa nha. Chúng ta được rất là nhiều cá các bạn ạ. Này. Nào, chúng ta tiếp tục đi tìm cá ta nào nào. Ở đâu? Ồ, ở đây này có cá ta nào này. Ồ, cá rùa với cá sấu ta nào ạ. Có sao lại cá với cả rùa lại chui lên đây nhỉ? Đây. Tân An bắt đi, Tân An bắt đi. Ồ, Tân An bắt được con rùa này đấy, cho bố cầm nào. Ồ, lại một con cá sấu này, Tân An đặt đây. Thì chúng ta sẽ cho vào giỏ nhá. Phải cần câu xuống. Tiếp tục nào. Xung quanh này có rất là nhiều cá đấy. Và con gì đây? Rùa. Con rùa. Con để bên đấy đã. Đây có một con Tân An này, con cá sấu này. Cá sấu màu cam này. Và lại được một con cá sấu nha. Bên này nữa, bố thấy ở bên này có mấy con đấy. Đây. Đây, có hai con cá. Đây đó. Ui dồi, sao nhiều cá thế nhỉ. Hết rồi nhỉ. Ở đâu? Ô, đây hả. Đang bắt cá với bắt rùa. Rất là giỏi.
Thế thôi nhỉ, chúng ta về xem thử thành quả của buổi đi săn được những cái gì nhá. Đi, chúng ta đi về thôi. Các bạn hãy đăng ký kênh của Anna nhé. Hẹn gặp lại các bạn.